Mình nhớ đến nay chúng ta sẽ sang bài sang phần củng cố kiến thức nhá. Gấp rút tập trung quân Âu Phi. Đó là một trong nội dung của kế hoạch nào? Kế hoạch dơ va, kế hoạch lava, kế hoạch lava, kế hoạch đánh nhanh thánh nhanh, kế hoạch tàu lát tư nhi. Câu như vậy đáp án đề là đáp án chính xác, kế hoạch tàu lát tư nhi.
Câu 2, mục tiêu chủ yếu của Pháp ở trong kế hoạch Tony là như thế nào? Muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Củng cố chính quyền Pháp ở Đông Dương, C vững vững chủ động của Pháp trên chiến trường để nhanh chóng tiêu diệt quân chủ lực của ta. Như vậy đáp án A là đáp án chính xác, muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. Như vậy câu 3, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 1951 được gọi là Đại hội kháng chiến thắng lợi là vì sao? Đánh dấu sự thắng thế của xu hướng cộng sản, B đánh dấu bước tiến lãnh đạo của Đảng, C đánh dấu sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự phát triển của phong trào cách mạng Đông Dương. Câu 4, kế hoạch Tony năm 1950 có điểm gì khác so với Gervais năm 1949? Tập trung lực lượng ở biên giới Việt Trung, tập trung kiểm soát Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ. Như vậy đáp án D là đáp án chính xác, tập trung kiểm soát Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ. Câu 5, quyết định quan trọng nào đối với cách mạng ba nước Đông Dương trong đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng 2 năm 1951? A chuẩn bị kế hoạch cho hoạt động quân sự phối hợp lực lượng quân đội ba nước, B tăng cường hơn nữa tính đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. Thành lập mỗi một nước Đông Dương một đảng Mác Lênin riêng, để cả nước cần phải tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của nước ngoài. Như vậy đáp án C là thành lập nước Đông Dương một đảng có Lênin riêng, đáp án là chính xác. Câu 6 như sau: để vơ vét sức người sức của phục vụ, Tolstoy thực dân Pháp chú trọng điều gì? A tập trung xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, B tiến hành chiến lược tổng lực bình định vùng tạm chiến, C xây dựng vòng công sự bằng xi măng cốt thép, đánh dấu đánh phá hậu phương kháng chiến bằng biệt kích tổ phỉ.